Thưa quý vị, cả hai xã Long Tân và Lộc An, huyện Đất Đỏ đều đạt 15 trên 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đó là đánh giá của đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh tại cuộc họp thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với hai xã. Đến nay, hai xã Long Tân và Lộc An, huyện Đất Đỏ đã hoàn thành công tác quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã, vùng sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đầu tư xây dựng nâng cao chất lượng các hạng mục cơ sở hạ tầng nông thôn. Xã Long Tân thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng một năm. Xã Lộc An thu nhập bình quân đầu người đạt 58,3 triệu đồng một năm. Cả hai địa phương đều không còn hộ nghèo, đa chiều chuẩn quốc gia. 100% ấp đạt chuẩn ấp Giang Quá, 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Để giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đạt được, đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh đề nghị hai xã tập trung vào các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập thông qua các giải pháp như triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển các hợp tác xã để liên kết sản xuất, cải thiện thu nhập, nâng mức sống của người dân, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, có mô hình phân loại rác thải tại nguồn,